chào các bạn. Hello. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay là hai vợ chồng mình đi đến thăm ba má chồng. Cũng giống như là mỗi tuần vậy đó, nhà tuần nào cũng phải đến thăm ba má chồng vào buổi chiều chủ nhật. Bởi vì chị đi làm á là chị chỉ nghỉ được cái ngày chủ nhật thôi. Cho nên là buổi chiều chủ nhật là để dành cho gia đình. Cho nên là sáng ở nhà dọn dẹp là nấu nướng này kia xong rồi là buổi chiều phải đến thăm hai ông bà. Hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các bạn xem một vài hình ảnh về bên gia đình chồng của chị. Có lẽ là chị chỉ quay sơ một chút xíu thôi, tại vì ba má chồng chị thì họ người Mỹ họ cũng không thích quay phim. Ba má chồng chị, đặc biệt là má chồng chị, là không thích chụp hình quay phim. Cho nên là chị chỉ giới thiệu cho các bạn xem một chút hình ảnh về cái giống như là một cái văn hóa hay là cái cách bài trí trong cái căn nhà của một người Mỹ truyền thống. Ba má chồng chị lúc nào cũng vậy, là ông bà hay giữ lại những cái hình ảnh, những cái bức ảnh rất là lâu năm, lâu đời của gia đình, của con cái hay là what are you? You're so cute. Thank you. Của gia đình, của con cái hay là của bất cứ ai á, hay giữ lại á, rất là lâu. Có những tấm hình giữ mấy chục năm luôn á. Thỉnh thoảng chị qua bên nhà ba má chồng chị chơi á, má chồng hay lấy ra những cái tấm hình hay là những cái hình ảnh hay là những cái món đồ vật gì đó mà đã giữ rất là lâu năm. Có những cái tấm hình giữ 20-30 năm luôn đó, mà ông bà vẫn còn giữ tới bây giờ, rất là quý. Khi mà có ai đến nhà thăm hay là có con cái, con dâu gì đến thì sẽ lấy ra khoe cho mọi người coi. Thì đây là trên đường mà chị đi đến nhà ba má chồng để mà thăm hai ông bà. Ba má chồng thì rất là lớn tuổi rồi, 80-mấy tuổi hết rồi. Thì con cái thì trong gia đình mỗi một tuần là thay phiên nhau đến thăm ông bà già và chăm sóc, rồi mua đồ ăn hay là chở đi ăn nhà hàng gì đó. Nhưng mà dạo này thì ba má chồng chị đã yếu rồi, cho nên là ba chồng yếu rồi không có đi ra ngoài được, chỉ có con cái đến thăm và mua đồ ăn hay là nấu thức ăn đem qua thôi. Bây giờ chị sẽ dẫn các bạn đến nhà của ba má chồng chị nha. Bây giờ là cái đường này là dẫn vô cái khu nhà của ba má chồng mình đây. Thì hai bên đường các bạn thấy bây giờ mùa đông á, nhưng mà vẫn còn mùa đông, nhưng mà cái cây hai bên đường nó chuẩn bị á, là nó đã nở hoa. Có những cái cây á, là mình thấy hoa nó gần nở rồi đó. Dẫn cho nhà ba má chồng mình. Thì hai ông bà chỉ sống có một mình thôi, không có con cái bên cạnh. Người Mỹ họ như vậy đó, họ sống là họ không có muốn ở gần con cái, họ chỉ muốn ở một mình thôi. Họ cũng không muốn cho con cái đến là để mà giống như là để lo cho hai bà nữa, chỉ qua thăm thôi, chứ cũng không muốn con cái đến để mà làm phiền con cái nữa. Đó, giờ tới nhà ba má chồng mình rồi. Đây là nhà của ba má chồng mình đang ở. Mình sẽ quẹo vào nhà của hai ông bà đó, chỉ có hai ông bà sống với nhau thôi. Hôm nay mình đã làm món gà với lại thịt heo á, mà nấu với lại cái nồi slow cook á. Cái nồi nấu chậm á là khoảng 5 tiếng. Thì sau khi mình nấu cho nó mềm ra xong rồi mình mới lấy cái nĩa mình mới làm cho nó tơi ra. Đó, thì bây giờ nó như vậy là để cho ba má chồng chị mềm, cho hai ông bà dễ ăn. Và đây là cải, bắp cải nồi đó, mình nấu lên cho nó mềm cho ba má chồng mình dễ ăn. Đó là hôm nay là bữa tối hôm nay là mình làm món ăn này để mình mang vào cho ba má chồng. Đó, hôm nay là mình đã làm món ăn để mình đem qua cho ba má chồng, nhưng mà bây giờ mình rửa mấy cái khoai tây này để mà mình hấp cái khoai tây lên á. Người Mỹ họ rất là thích ăn khoai tây hấp các bạn, baked potato, potato khoai tây này. Mình rửa xong rồi mình bỏ vô microwave, mình hấp xong rồi cái mình ăn với bơ đó, bỏ bơ vô ăn đó. Người Mỹ họ thích ăn như vậy đó. Đó, rửa 4 củ khoai tây. Hai vợ chồng chia 2 củ, ba má chồng 2 củ. Honey, do you ask mom and dad the hungry yet, honey? Maybe 20 minutes. Put 4 in there at a time. Put 4 in there. Put 4 in there. Put them on 8. All you have to do is hit that button. Push 8.
hấp, mình hấp khoai tây, mình luộc hấp khoai tây bằng microwave đó các bạn. Mình gói vào trong cái tờ giấy ướt nè, sau khi rửa sạch sẽ xong mình gói trong cái tờ giấy ướt xong mình bỏ vô trong microwave. Mình hấp khoảng 10 phút. You can cook for one time. Okay. Yeah. Mình bỏ vô trong microwave. How many time? I said 8. Huh? Yeah, you have to put in 4 củ khoai tây này. Để mình nhúng cái giấy ướt hả các bạn. Cái mình bỏ vô trong microwave. Bỏ vô microwave mình hấp. Giống như là mình hấp bằng microwave đó. Khoảng cỡ 10 phút là khoai tây đã chín. Đây là cái góc thư giãn mà má chồng mình rất là thích nè. Là má chồng mình thích cây hoa và dưa hấu, cho nên là khắp nơi trong nhà chỗ nào cũng có những cái cây chậu hoa hết đó. Đây là cái góc mà má chồng mình để mấy cái chậu nhỏ nhỏ, giống như mấy cái chậu bonsai nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, cây hoa lá ở đâu cũng có, dưa hấu rèm cửa cũng dưa hấu đó, dưa hấu khắp nơi, chỗ nào cũng dưa hấu hết. Má chồng mình thích dưa hấu lắm. Đây cũng dưa hấu nè. Dưa hấu là everywhere luôn. Hai chú có chó cưng của bà chồng mình. Đó. Rất là cưng. Quên tên là mình quên tên hai cái chú chó là tên gì rồi, nhưng mà rất là cưng. Dễ thương lắm. Đây là cái góc mà má chồng mình trồng cái cây trong nhà. Bên này không biết là cây gì đây, không biết nữa. Chị cũng biết cây gì luôn đó. Đó, ở đâu cũng thấy cây. Dưa hấu khắp nơi. Khắp nơi trong nhà cái gì cũng có hình dưa hấu hết. Các bạn thấy không? Tại vì má chồng mình thích dưa hấu. Và đây là những cái cây mà má chồng đã trồng ở trong nhà. Đó, khắp nơi. Nhìn ở đâu cũng thấy dưa hấu hết. Giờ mình cho các bạn xem đây là phòng khách ở nhà ba má chồng mình. Đây là những cái kỷ vật hình của con cháu trong nhà. Đó. Đây là những tấm hình của mọi người. Đây là hình của cái người mặc áo xanh này nè, là Kevin, chồng mình, hồi còn trẻ. Đó. Chụp với cô bạn gái hồi xưa, hồi lúc mà chắc cái này là lúc mà còn học high school hay gì nè. Đó, chồng mình nè, Kevin hồi nhỏ nè, đó. Mấy chục năm về trước rồi đó. Những là hình con cháu. Đây là những đứa cháu trong nhà. Tao cũng thấy dưa hấu, cây xanh trong nhà. Và đây là những cái tấm hình của trong gia đình này. Đây là hình mẹ chồng hồi trẻ. Đây là hình ba má chồng hồi trẻ luôn, cách đây 20 mấy năm về trước. Đây là hình của anh chị em, con cháu trong nhà. Đó. Mỗi một cặp gia đình có đều một có hình ở đây hết. Nên mọi người đã ăn tối. Mọi người ăn tối. Hai đứa nhỏ đang ăn tối. Angelina, she don't want to eat anything. Not hungry. Diet. Là cô em dâu. Đây là cái cảnh của một cái căn phòng của nhà của một gia đình người Mỹ đó, trang trí đó các bạn, khắp nơi ở trong nhà đều có tranh ảnh. Đó là cái văn hóa đặc trưng của một cái gia đình truyền thống của người Mỹ, là họ trang trí theo cái cách như vậy. Họ rất là quý những cái hình ảnh này kia để lại lâu năm, rất là lâu năm đó, những tấm hình. Maybe the boom like 18, like, well, do you have internet?
ba chồng mình bây giờ là cũng yếu lắm rồi, 80 mấy tuổi rồi, chỉ có quanh quẩn trong nhà thôi chứ không có đi đâu ra ngoài hết. Mọi người đang ăn tối đó, ba má chồng mình có em chồng qua chơi đó, ông xã mình đang ngồi ăn tối, tất cả mọi người đang ngồi ăn tối. Thì ăn xong là mình dọn dẹp, dọn rửa. Thấy người Mỹ, mọi người á thì cũng không ngại người quay phim, nhưng mà ba má chồng chi thì lớn tuổi, mà ba chồng chi cũng không sao, nhưng má chồng thì cũng thích quay phim chụp hình, cho nên mình né. Chồng mình là bình thường cũng sẽ không thích chụp hình, ở trong nhà có con cháu hay có đám tiệc hay gì đó mà nó chụp hình, nó là mẹ chồng cũng không thích lắm, không biết sao nó bà không thích chụp hình, không quay phim luôn, nên là mình không có quay. Còn lãnh ra ba má chồng chỉ quay cho các bạn xem là trong nhà của ba má chồng của mình như thế nào thôi, cho các bạn thấy một chút về cái cảnh mà trang trí của cái nhà của một cái người Mỹ mà gọi là giống như là của cái người lớn tuổi, họ sống như thế nào, bởi vì họ trang trí theo cái cách này giống như là họ thích giữ lưu niệm lại những cái hình ảnh lâu năm, nghĩa là những cái kỷ niệm, họ thích lưu lại những cái kỷ niệm đó, con cháu để kia hình ảnh con cháu hay là gia đình anh chị em gì đó, họ thích giữ lại những cái lưu niệm đó để cho sau này con cháu nhìn vào đó mà nhớ, cho nên là hay giữ lại tất cả những cái gì đó trong nhà. Nhà mình thì hả, mình không thích trang trí nhiều như vậy, nhìn thấy nó rối mình lâu lắm, nhưng mà người Mỹ thì họ như vậy đó, những cái là những người mà lớn tuổi thì họ lại thích trang trí nhà có cách như vậy. Nhà mình ăn xong rồi thì bữa nay mình làm đồ ăn là mình mang qua cho ba chồng, để má chồng ăn buổi tối nay đó, để tủ lạnh ăn cho ngày mai đó. Thường thường ông bà ít có, không có nấu ăn được, thì mình đem qua về để ăn bà ngày mai, để việc không lại mặn thôi, không cần phải nấu ăn. Và con cháu thì ở nhà thay phiên nhau đi qua thăm, mỗi người chạy qua thăm một ngày, con đông cũng được có lợi vậy, nhưng mà có cái là không ở gần, không có ở gần cha mẹ để mà chăm sóc cho cha mẹ thôi. Thấy bà chồng đi ra, mỗi một tuần ở đây ở Mỹ thì không có làm dâu, cái chồng ở Mỹ thì không có làm dâu các bạn, mà chỉ qua thăm mỗi tuần, qua thăm một ngày vậy đó thì làm dâu một ngày đó, bữa nay là mình mỗi tuần làm dâu một ngày. Ở Việt Nam mình là làm dâu mỗi ngày luôn ha. Trời lạnh quá, mình làm ý ra ngoài mình quay mấy cái cảnh bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bây giờ chúng mình đã chén xong rồi á, ngồi chơi chút xíu mình sẽ đi về. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, và một chút vài hình ảnh về gia đình bên chồng của mình, ba má chồng mình, cái ngôi nhà của hai bà đang sống, để cho các bạn biết được một chút về cách trang trí bài trí của một cái gia đình của một cái người Mỹ truyền thống như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
tất cả các bạn nha.